chiếc bếp từ đơn My Dear với gam màu đen đỏ vô cùng sang trọng. Chiếc bếp nhỏ nhắn này được rất nhiều các gia đình và đặc biệt là các bạn sinh viên yêu thích. Với công suất 1.900W, giúp nấu chín thức ăn nhanh, các món lẩu, chiên nóng, đây sẽ là sự lựa chọn không thể thiếu trong mỗi gia đình. Mặt bếp từ làm bằng kính chịu nhiệt, chịu được trọng lượng lớn và nhiệt độ cao, đặc biệt cũng rất dễ vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Như quý vị và các bạn có thể thấy thì chiếc bếp từ MyDeal của chúng ta chỉ có duy nhất một núm vặn ở đây thôi để chúng ta có thể điều chỉnh được nhiệt độ nấu nướng khác nhau. Nó khá là giống với những chiếc bếp ga thông thường, vì thế mà Hồng Ngọc tin chắc rằng là ai cũng có thể dễ dàng sử dụng chiếc bếp này. MIK1917EF có quạt tản nhiệt kích thước lớn, giúp đảm bảo các bộ phận bên trong của bếp luôn được mát và giữ cho mâm từ có nhiệt độ ổn định trong quá trình đun nấu cũng như tăng tuổi thọ cho bếp. Hồng Ngọc tin chắc rằng khi mà quý vị sở hữu em bếp từ MyDear này thì công việc nấu nướng của quý vị sẽ trở nên thuận tiện và đơn giản hơn bao giờ hết. Đặc biệt là trong thời tiết se se lạnh, chúng ta có sự hậu thuẫn của bếp từ MyDear để chúng ta có được những bữa lẩu thật là thơm ngon nóng hổi thì còn điều gì tuyệt vời hơn phải không nào?